Trong thông cáo báo chí, Nhà Trắng cho biết ông Biden chỉ thị chính quyền liên bang hỗ trợ bổ sung cho công tác phục hồi của bang và địa phương tại những khu vực bị ảnh hưởng. Theo đó, các cá nhân bị ảnh hưởng tại hạt Maui sẽ nhận được trợ cấp của chính quyền bang để dựng nhà, ở tạm và sửa nhà. Tất cả những gia đình có nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa cháy rừng đều sẽ nhanh chóng được hỗ trợ. Tôi cũng sẽ huy động các lực lượng cứu hộ tham gia cứu trợ và sẽ hỗ trợ họ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Chính quyền bang cũng hỗ trợ các cá nhân và chủ doanh nghiệp những khoản vay chi phí thấp để bù đắp tổn thất tài sản không có bảo hiểm và một số chương trình khác để phục hồi sau thảm họa cháy rừng. Ít nhất 3 đám cháy lớn bùng phát cuối ngày 8 tháng 8 ở bờ biển phía tây đảo Maui và nhanh chóng lan rộng, bao trùm thị trấn ven biển Lahaina. Ngọn lửa lan quá nhanh khiến nhiều cư dân và du khách mất cảnh giác, nhiều người bị bỏng, ngạt khói và bị thương. Các nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn vẫn đang được khẩn trương tiến hành, trong khi hàng ngàn người đã phải di tản đến nơi trú ẩn khẩn cấp hoặc rời khỏi đảo. Thống đốc Hawaii Josh Green nhận định số người thiệt mạng dự kiến sẽ còn tăng. Theo ông Green, 80% thành phố Lahaina bị thiêu rụi, hơn 270 công trình bị phá hủy hoặc hư hại, khoảng 1.700 ngôi nhà bị ảnh hưởng.